Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những loài động vật có bộ giáp kiên cố nhất trên hành tinh. Từ những khu rừng rậm rạp Amazon đến các sa mạc khô cằn của châu Phi, thế giới tự nhiên đầy rẫy những sinh vật hấp dẫn đã tiến hóa những cách độc đáo để sinh tồn. Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá và tìm hiểu về những bộ giáp tự nhiên đáng kinh ngạc này. Những bộ giáp không chỉ bảo vệ mà còn là chìa khóa cho sự tồn tại của chúng. Chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ những sinh vật bọc thép, từ loài armadillo có vẻ ngoài hiền lành đến loài cá sấu hung dữ. Armadillo, cái tên nói lên tất cả. Loài động vật có vú nhút nhát này có nguồn gốc từ châu Mỹ, nổi tiếng với bộ giáp xương đặc trưng bao phủ lưng, đầu, chân và đuôi của chúng. Bộ giáp này được hình thành từ các tấm xương được bao phủ bởi một lớp xương cung, hoạt động giống như một bộ áo giáp thực sự, bảo vệ armadillo khỏi những kẻ săn mồi. Khi bị đe dọa, armadillo có thể cuộn tròn thành một quả bóng bọc thép, biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng bộ giáp của armadillo không chỉ để phòng thủ, nó cũng giúp chúng đào hang, một hoạt động thiết yếu cho việc tìm kiếm thức ăn và tạo ra những ngôi nhà an toàn. Thật vậy, bộ giáp của armadillo là minh chứng cho sự khéo léo của tự nhiên, mang đến cho loài vật này một lợi thế độc đáo trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Hành trình đến với những khu rừng và đồng cỏ của châu Á và châu Phi, chúng ta bắt gặp TT, một sinh vật có vẻ ngoài khác thường được bao phủ bởi những chiếc vây cung chống lên nhau. Những chiếc vây này được làm từ keratin, loại protein tương tự tạo nên móng tay và tóc của chúng ta, tạo thành một bộ giáp gần như không thể xuyên thủng. Khi bị đe dọa, TT cuộn tròn thành một quả bóng bất khả xâm phạm, bảo vệ phần bụng mềm mại của nó khỏi những kẻ săn mồi. Nhưng sự thích nghi đáng kinh ngạc của TT không dừng lại ở đó. Chiếc lưỡi dài và dính của nó có thể dài hơn cả cơ thể, là công cụ hoàn hảo để bắt mới là kiến và mới. Thật không may, những chiếc vảy độc đáo của TT đã khiến chúng trở thành mục tiêu của nạn săn bắt trộm, đẩy loài vật đáng kinh ngạc này đến bờ vực tuyệt chủng. Rùa, một biểu tượng của sự trường thọ và kiên nhẫn, mang trên mình một trong những bộ giáp dễ nhận biết nhất trong thế giới động vật, chiếc mài. Chiếc mài này được hình thành từ xương và sun, hoạt động như một pháo đài di động, bảo vệ rùa khỏi những kẻ săn mồi. Được tạo thành từ hai phần, mai trên, carapace, bao phủ lưng, và mai dưới, plastron, bảo vệ bụng, mai rùa cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện. Hình dạng và độ dày của mai rùa có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sống và lối sống của chúng. Ví dụ, rùa cần có mai hình vòm cao để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi trên cạn, trong khi rùa biển có mai phẳng hơn, giúp chúng di chuyển dễ dàng trong nước. Cá sấu, loài bò sát đáng gờm thống trị các vùng nước ngọt trên khắp thế giới, sở hữu một lớp dạ dày và cung, hoạt động như một bộ giáp tự nhiên đáng gờm. Lớp da này được bao phủ bởi các lớp vây cung, được gọi là vây sung, được tạo thành từ keratin, cùng loại protein tạo nên móng tay và tóc của chúng ta. Vậy sung không chỉ cung cấp khả năng bảo vệ vật lý mà còn có khả năng chống thám nước, giúp cá sấu duy trì cân bằng nước trong môi trường sống dưới nước của chúng. Bên dưới lớp vảy sừng là một lớp dạ dày chứa đầy các mạng xương nhỏ gọi là osteoderms. Những osteoderms này cung cấp thêm một lớp bảo vệ, khiến da cá sấu gần như không thể xuyên thủng đối với hầu hết các cuộc tấn công. Nhím, một loài động vật có vú nhỏ được tìm thấy ở châu Âu, châu Á và châu Phi, nổi tiếng với bộ lông gai đặc trưng, hoạt động như một cơ chế bảo vệ hiệu quả chống lại những kẻ săn mồi. Những chiếc gai này được tạo thành từ keratin cung, rộng và sắc nhọn, có thể dựng đứng khi nhím cảm thấy bị đe dọa. Khi bị tấn công, nhím sẽ cuộn tròn thành một quả bóng gai, bảo vệ phần bụng mềm mại của nó và biến thành một mục tiêu khó khăn cho bất kỳ kẻ săn mồi nào. Tuy nhiên, nhím không có khả năng bặn gai như một số người lầm tưởng. Thay vào đó, gai của chúng được gắn lỏng lẻo và có thể dễ dàng tách ra khi tiếp xúc, ghim vào da kẻ tấn công. Hơn nữa, gai nhím có chứa một chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng nếu gai bị gãy trong da. Lần xuống đáy đại dương, chúng ta bắt gặp tôm hùm, một loài giáp xác nổi tiếng với bộ vô cung, bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Vụ tôm hùm được tạo thành từ chitin, một loại polysaccharide cung, cung cấp khả năng bảo vệ vật lý đáng kể. Vợ này được chia thành nhiều đoạn, cho phép tôm hùm di chuyển linh hoạt mặc dù có lớp bảo vệ cung cáp. Để phát triển, tôm hùm phải lột bỏ lớp vỏ cũ và móc một lớp vỏ mới lớn hơn,
Trong thời gian lột xác, tôm hùm đặc biệt dễ bị tổn thương trước những kẻ săn mồi, vì vậy chúng thường tìm kiếm nơi trú ẩn cho đến khi lớp vỏ mới cứng cáp. Bộ tôm hùm không chỉ là bộ giáp bảo vệ, mà còn là nơi neo giữ cơ bắp, cho phép tôm hùm di chuyển mạnh mẽ trong nước. Trong các dòng sông và hồ nước ngọt của Nam Mỹ, chúng ta bắt gặp cá trê bọc thép, một loài cá độc đáo sở hữu một lớp vây cùng, chống lên nhau, hoạt động như một bộ áo giáp bảo vệ. Những chiếc vây này được làm từ collagen dày đặc, cung cấp khả năng bảo vệ đáng kinh ngạc, chống lại những kẻ săn mồi và va chạm vật lý. Ngoài lớp vây cùng, cá trê bọc thép còn có gai nhọn dọc theo lưng và hai bên sườn, tăng cường khả năng phòng thủ của chúng. Khi bị đe dọa, cá trê bọc thép có thể dựng đứng gai của mình, khiến chúng trở nên to lớn hơn và đáng sợ hơn đối với những kẻ tấn công tiềm ẩn. Sự thích nghi độc đáo này cho phép cá trê bọc thép phát triển mạnh trong môi trường sống đầy thách thức của chúng, chứng minh cho sự đa dạng và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của sự sống trên trái đất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Từ lớp vỏ cung của tôm hùm đến bộ giáp xương của armadillo, chúng ta đã khám phá những cách thức phi thường mà các loài động vật đã tiến hóa để tự bảo vệ mình trong thế giới hoang dã đầy rẫy nguy hiểm. Mọi bộ giáp là một minh chứng cho sức mạnh của chọn lọc tự nhiên và là lời nhắc nhở về sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên hành tinh của chúng ta. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện phiêu lưu khám phá thế giới tự nhiên kỳ thú tiếp theo.